làm thế nào để chúng ta sở hữu được một cái kỹ thuật tiếp xúc bóng backhand chuẩn. Thì ngày hôm nay tôi, CEO của VNTA, Vũ Ngọc Thành sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức để chúng ta tiến tới được có được một cú đánh điểm tiếp xúc ở phía trước mặt và vào giữa tâm vợt, cũng như là một cú đánh bóng mạnh backhand. Trước tiên là chúng ta phải có được một cái kiến thức nền tảng lý thuyết đúng chuẩn của kỹ thuật backhand. Thì có bao gồm 5 giai đoạn động tác như tôi đã hướng dẫn ở một cái clip dạy về căn bản. Và trước tiên ngày hôm nay ấy, thì tôi rất là vui và tôi muốn chia sẻ về những cái cách thức để chúng ta nghĩ đơn giản nhất và hiệu quả cao nhất. Đó là một cú backhand cũng không cần nhất thiết chúng ta phải làm quá nhiều, mà chúng ta chỉ cần nhớ đến các điểm. Một, đó là cái ngón cái. Ngón cái bên gì? Bên tay trái. Hai là bờ vai bên tay phải. Đây là hai cái key rất quan trọng đối với lại cái mà tôi chuẩn bị chia sẻ cho các bạn đây. Đầu tiên này là free step. Đúng không? Ta sẽ xoay mặt vợt về tay cầm đúng backhand. Và ta xoay thân người ra sau, gần như thân người vợt, ta không làm gì cả. Bước lên. Bước lên ta đưa vợt ra sau rất là tỷ lệ đúng không? Tỷ lệ này. Đấy, bước lên. Và ta thả đầu vợt theo độ cao của quả bóng. Lúc này ta dùng hông, ta lắc vào, ta tiếp xúc ở phía trước mặt. Nhớ nhá, Phải múa và dừng ở điểm tiếp xúc rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Đó, rất nhiều lần. Để chúng ta quen tạo cho trí nhớ của cơ ở phía trước mặt chuẩn. Và chúng ta kéo hết lên, chúng ta kết thúc hết. Đấy, múa này. Sau đó tiếp tục kết thúc hết. Múa này. Kết thúc hết. Chân chúng ta phải xoay uyển chuyển. Mới đầu ta múa cứng, về sau ta múa dẻo. Mắt luôn lúc nào cũng nhìn qua sợi cước đều. Múa bộ close, bộ open. Múa 4 đến 5 phút trước khi ra đánh. Đúng. Triết lý đầu vật sẽ cao xuống thấp và lên cao dần đều. Xoay cái vai chúng ta thấp hơn cái vai phải, chúng ta thấp hơn vai trái và ta thả lỏng tự nhiên. Ngón cái và bờ vai sẽ tiếp xúc vào với nhau, các bạn nhớ đây. Đây. Hai vị trí này là hai vị trí điểm kết thúc rất quan trọng. Và gần như cái khuỷu tay trái và khuỷu tay phải phải cao lên. Đó, này. Xuống. Xuống đều. Tiếp theo là tôi sẽ xây dựng một hệ thống những cái bài tập bổ trợ đơn giản và ai cũng có thể tập được. Và bây giờ bài tập 1. Sau khi chúng ta đã thực hiện được tốt kỹ thuật lý thuyết rồi thì chúng ta sẽ tập cái điểm tiếp xúc ở phía trước mặt. Đó là tạo ra một cái lưới ảo hoặc là một cái thanh que. Và sẽ có một người tung bóng ở phía trước mặt để chúng ta tiếp xúc bóng ở phía trước mặt. Đây tôi tạo thành một cái lưới giả. Cái lưới giả này có một chiều cao khoảng 1 mét, giống như một cái lưới thật chơi tennis. Và tôi muốn tiếp xúc quả bóng ở phía trước mặt. Như chủ đề ngày hôm nay tôi nói đó là muốn sở hữu được một cái điểm tiếp xúc. Với rất nhiều anh em phong trào ấy thì đều cảm giác là bị bung lung, bị băn khoăn, trăn trở về cái việc là chúng ta không biết là sẽ phải tiếp xúc bóng ở vị trí nào cho đúng. Thì tôi có một cái khái niệm, có thể các bạn sẽ vạch một cái vạch ở đây, hoặc là có một cái lưới ảo như này rất là tốt. Đúng không? Ta sẽ đặt được cái điểm tiếp xúc ở phía trước mặt vuông góc và thả đầu vợt. Lúc này sẽ nhờ một người chơi chúng ta tập tung quả bóng và tạo spin xoáy bóng lên.
thả đồ vật dưới ống bóng. Chúng ta tập khoảng tầm 4 đến 5 phút. Khi quá trình ta thực hiện điểm rơi đều, phía trước tạo xoáy, nhớ đánh từ phía dưới đánh lên và thân người xoay dần đều tự nhiên, tạo ra phía trước mặt. Thân người đang gần, sau đó xoay vuông góc đều. Nhìn bóng thật kỹ, nhìn thấy đường bay của vân bóng. Tạo spin đều, xuống gối, chung gối, tạo xoáy. Đây là bài tập tôi đánh giá rất cao. Tôi cho điểm rất cao bài tập này để xây dựng cho những người cơ bản. Tìm được một điểm tiếp xúc luôn ở phía trước mặt. Mặt vợt luôn luôn vuông. Bài tập thứ hai là bài tập tập căn banh bằng tay phải. Sau đó là chúng ta sẽ drop vợt giống như một cú đoa forehand bằng tay trái. Nhưng cán cầm chúng ta sẽ cán cầm số 3. Các bạn nhớ nhá, số 3 và đếm ngược theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta đếm ngược thì chúng ta cầm cạnh số 3. Còn đây theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là số 7 các bạn ạ. Đây, số 3. Xương của bàn tay trái sẽ cầm với cạnh to của mặt vợt. Đây, song song. Bàn tay trái luôn luôn song song với lưới. Thì lúc đó mặt vợt sẽ gần như vuông khi tiếp xúc bóng. Đây là một cái key. Và chúng ta sẽ mở bộ như bình thường, xoay bình thường. Ta đưa ra sau giống như một cú forehand. Và ta bắt quả bóng ở phía trước, ta thả bóng và ta tạo spin lên. Và khi tạo spin lên này, trọng tâm sẽ chuyển từ dưới lên và bắt vợt lên trên cao. Nào, free step bình thường, xoay, bắt chế bóng, căn, thả spin, qua bình thường. Nào, free step này, xoay, bắt chế bóng, thả spin, qua bình thường. Nghe có tiếng đầm, lún thì là đúng. Bóng tạo thành đường xoáy ngược lại với đường bay trước kia. Bản chất kỹ thuật đánh backhand nó là giống như forehand thôi, nhưng thực hiện bằng tay trái. Nó rất phù hợp với những người muốn nâng trình của cú backhand lên pro. Bắt, thả, tiếp bóng, thả, tiếp bóng. Qua hai bài tập đánh qua lưới ảo cộng với lại một cái bài tập mà thực hiện đánh bằng một tay trái giống như cú đoa forehand bên tay trái, thì bài tập thứ ba đó là chính là đánh giống như mini tennis, nhưng sẽ có một cái thanh gỗ ở phía trước mặt chúng ta để chúng ta không bị, thứ nhất là chúng ta không bị đổ người khi bước qua cái nấm là mất trọng tâm, và chúng ta tập chuyển từ chân sau ra và chúng ta tiếp xúc thân người chúng ta gần như sẽ vuông góc mới lại cái thanh này. Thì đây nó gần như là nó tạo cho chúng ta có được một cái cảm giác cái thân người lúc nào cũng thẳng khi kết thúc, chứ không được phép đổ phía trước và cũng không được bước qua. Đấy, thì có những cái vật cản như là sẽ rất giúp cho chúng ta tập được bổ trợ rất là chuẩn. Đây, free step. Chúng ta đoa mini mở ngắn đấy các bạn nhớ nhá. Free step này, mở ngắn này. Đúng không? Đó. Thả lỏng tự nhiên này. Đó. Thân người lúc nào sẽ vuông góc. Xoay này. Đó, đều. Chúng ta phải tập từ những cái bài muro nhỏ xíu như này, thì dần dần chúng ta mới sở hữu được một cú đánh lực nặng được. Free step đều, thả đầu vợt phía sau bóng, kể cả đánh up lên cũng tương tự.
khi chơi bóng nó có độ xoáy cao, nảy và lên cao, thì cái thời điểm mà bóng bắt đầu chạm xuống, bóng bắt đầu có độ cao thì đầu vợt chúng ta sẽ lên cao. Và khi bóng bắt đầu rơi xuống thì drop theo vợt. Và lúc này chúng ta lắc hông vào, ta tiếp xúc bóng ở phía trước mặt. Các bạn quan sát, bóng thấp, lên đều, cao này, cao, thấp, cao. Nách cũng phải cao, thấp, cao. Tôi đánh chậm động tác thì cũng giống như đánh nhanh động tác, đều phải tuân thủ hết tất cả các khâu. Xoay vai, xoay thân người, ập hông vào, lắc lườn lên, đẩy toàn bộ cái lườn lên. Đó. Vậy là với một cái clip tuy rất ngắn nhưng đầy giá trị về mặt khoa học, muốn chia sẻ cho cộng đồng tennis Việt Nam trong thời gian tới, và mong muốn các bạn càng ngày càng có được kỹ thuật căn bản chuẩn nhất để chúng ta sở hữu được một cú đánh bóng forehand, backhand, serve, volley, smart, vân vân. Và VNTA Academy cũng như là VNTA Tennis sẽ luôn luôn ra những clip hay để giúp cho các bạn tìm ra được cái chân lý quan điểm đánh đúng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Và các bạn hãy đăng ký kênh thật nhanh đi để chúng ta sở hữu được những cái video mới nhất trong thời gian sớm nhất, để chúng ta tập luyện một cách bài bản, nhanh chóng để ra sân chúng ta không bị thua bạn bè mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hãy comment, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.